Vui nha. Em tiếp tục thanh lý nữa, thanh lý bớt ha. Giá nó ok. Thì vào video thì em giới thiệu con máy đầu tiên là cái con Makita E280. E280 máy còn khá là đẹp luôn nha. Con này thì em bao nòng, có một cái nữa là lửa, có lửa luôn, em đã test có lửa luôn. Bao nòng test có lửa, máy còn khá đẹp. Con này là nói chung là về sẽ bán vậy hơn. Con này nó không có xích, chỉ có lam, không có xích. Thì đại gia để mọi người nghe cái hơi đó ha. Rất là tốt. Đã test cái lửa con này thì em khẳng định một điều là giờ làm nó rất là dễ luôn, mà con này dùng rất là bền nữa. Thì cái con này thì để giá 1 triệu nha mọi người, 1 triệu giá, tại vì nó không có xích nên em để giá 1 triệu nè. Máy rất là đẹp, không có bể vỡ gì hết thôi. Ok, xanh phải nhớt đồ ở trước, sau là đồ nhớt. Ok rồi, con này là 1 triệu nha, 1 triệu. Tiếp theo em hai có hai cái cục máy cùn lốc, hai cục máy chưa vệ sinh nên nhìn nó gớm ghiếc. Cục này bán 250 nha mọi người, cục này bán 250 nha, về nghịch chơi, về nghịch chơi nha, nghe cho kỹ nha, nghe cho kỹ nha. Máy không bị cứng mà chưa có kiểm tra nên chả biết sao hết, này lửa chắc không chết đâu à. Nha, về nghịch chơi, bán chơi cháo, đừng có hỏi thêm vấn đề gì về con này, không có cứng máy. 250. Đây, một cái đầu máy này, con lốc này máy lớn như là máy 80 sao mà. Con này đầu 80. 80 cc. Còn cái hơi nó thử hơn. Hơi nó rất là tốt, có xả áp luôn rồi, có xả áp. Ok, cục này 400.000 nha, cục này 400.000, 400 400.000 nha. Ai mua thì chuyển khoản đẹp đẹp, cái đừng có hỏi chuyển khoản sao nữa, thời buổi 4.0 5.0 rồi mà hỏi chuyển khoản sao cũng chịu không. Đọc dưới phần mô tả nó có chuyển khoản, có số tài khoản. Rồi tiếp theo một cái đầu rất đẹp mà công suất nó cũng khá tốt, con này Sweden nè, của Thụy Điển nè mọi người. Sweden 455, 45 cc ha, John Trish 45 cc. Máy này nó nổ rồi mọi người, đầu máy không à nha, đầu này nó nổ rồi nha. Đầu này nó nổ, nổ rất là bốc luôn, cực kỳ bốc, mà con này dùng rất là bền nữa. Thì cái đầu này giá rẻ ha, mọi khi để tới 2 triệu một cái đầu này. Thì cái đầu này giá rẻ 1 triệu 7 nha mọi người, nổ rồi, 45 cc lần nha. Về mình thêm bộ lam xích vào nha mọi người,
tầm bộ làm sức tầm 40-45 được xài được, hoặc là con này nó thể chạy lên 560 được nha. Máy rất là nhạy nổ, giật phát nổ thôi. Phụ thủy điện đó nha mọi người. Hàng này thì phụ tùng có nhiều chứ không phải không có. Cái đầu này 1,7 triệu nha. Ok. Mấy cái cỏ thì ai mua thì cũng kết bạn Zalo thôi. Còn mấy em thanh lý rất là nhiều. Rồi, em nói giá lại ha. Cái con tay cục Makita là 1 triệu. Con này là 1,7 triệu. Cái đầu, hai đầu con lóc là một đầu là 250 và một đầu 400 ha. Đầu lớn 400 nha.